Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình huyện Núi Thành, phát trình sống đài phát thanh truyền hình tỉnh Quảng Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Huyện Núi Thành thả 383.600 con cá giống xuống các thủy vực tự nhiên. Hội chữ tập đỏ huyện Núi Thành trao 17 xe lăn cho người khuyết tật. Trong chương trình có phóng sự chặng đường 5 năm phát triển của hội chữ thập đỏ huyện Núi Thành. Thưa quý vị và các bạn, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Núi Thành phối hợp với Hội Từ Thiện tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức chương trình trao xe lăn cho người khuyết tật trên địa bàn huyện Núi Thành. Trong đợt này, huyện Núi Thành có 17 người khuyết tật được trao tặng xe lăn mỗi chiếc trị giá 1 triệu 450 000 đồng. Đây là loại xe lăn có nhiều ưu điểm vượt trội, nhỏ gọn, ghế cầu được thiết kế bằng nhựa dẻo cao cấp, thuận tiện tắm rửa trực tiếp trên xe cho người khuyết tật. Việc trao tặng xe lăn góp phần hỗ trợ đắc lực cho người khuyết tật có thể tự di chuyển thuận lợi và dễ dàng, giảm bớt cách nặng chăm sóc cho người thân, giúp người khuyết tật có thêm tự tin, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. 17 chiếc xe lăn trao trị giá 24 triệu 650 nghìn đồng do Hội Thiền Nguyện nhớ về tâm Kỳ tài trợ. Trước đó, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Núi Thành đã tiếp nhận 25 chiếc xe lăn từ Hội Từ Thiền tỉnh Quảng Nam cấp phát miễn phí cho người khuyết tật trên địa bàn huyện Núi Thành. Từ đầu năm đến nay, huyện Đức Thành thả 383.600 con cá giống các loại xuống các thủy vực tự nhiên, có môi trường thuận lợi để tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn huyện. Núi Thành là huyện nằm về phía nam của tỉnh Quảng Nam, có bờ biển dài 37 km, có hai cửa biển là An Hòa và Cửa Lửa, có nhiều thủy vật tự nhiên, môi trường thuận lợi để thả cá giống thủy sản từ đầu năm đến nay, huyện Núi Thành tổ chức 3 đợt thả cá giống với 383.600 con, trong đó có 378.600 con cá thác lát, lăng nha, trắm cỏ, mè hoa, cá chép và 5.000 con cá dìa, cá đối, cá hồng, cua xanh. Hầu hết cá thả nuôi sinh trưởng phát triển tốt. Thả cá giống thủy sản xuống các thủy vực tự nhiên nhằm tái tạo nguồn thủy sản. Tiên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn huyện. Ủy ban nhân dân xã Tam Anh Nam huyện Núi Thành vừa tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng công tác quân sự địa phương năm 2011, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2012. Năm 2021, xã Tam Anh Nam huyện Núi Thành triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng công tác quân sự địa phương. Xã xây dựng lực lượng dân quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao, đạt 0,89% so với dân số. Kết nạp 19 dân quân mới, xây dựng lực lượng dự bị động viên đạt 100% quân số theo quy định triển khai thực hiện tuyển chọn 16 thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. Xã tổ chức tốt công tác huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao, đạt nhiều thành tích cao, triển khai thực hiện tốt chính sách hậu phương, quân đội, đồng viên, thăm hỏi, tặng quà, tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Công tác hậu cần kỹ thuật hỗ trợ hơn 30 triệu đồng cho cán bộ chiến sĩ tuần tra, kiểm soát ban đêm, trực trong các ngày lễ Tết, duy trì nghiêm chế độ bảo dưỡng vũ khí. Trang thiết bị đúng theo quy định, đảm bảo tốt cho công tác trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, hội thi hội thao. Hội nghị khen thưởng cho hai tập thể và bốn cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương năm 2021. Hội nghị ký kết giao ước thi đua và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác quốc phòng, công tác quân sự địa phương năm 2022. Trung tâm y tế huyện Núi Thành triển khai tốt các phương án phòng chống dịch bệnh COVID-19 trước diễn biến ngày càng phức tạp khó lường của dịch bệnh covid-19, trung tâm y tế huyện núi thành triển khai thực hiện nhiều phương án để phòng chống tốt dịch bệnh covid-19, phân công y bác sĩ tham gia trực 24/24 -24 giờ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn huyện để đo thân nhiệt, kê khai y tế lượng người vào địa bàn huyện, tổ chức phun hóa chất tiêu độc khử trùng tại bến cảng, chợ và các khu vực đông dân cư, triển khai tốt tiêm vaccine cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện để phòng chống dịch covid-19 phối hợp với các ngành chức năng theo dõi, quản lý, chăm sóc tốt các trường hợp ở các khu cách ly. Các phương án triển khai phòng chống dịch của Trung tâm Y tế huyện Núi Thành góp phần lớn vào công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Núi Thành. Xã Miền Núi, Tâm Thành và Tâm Sơn huyện Núi Thành đạt 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong những năm qua và từ đầu năm đến nay, Xã Miền Núi, Tâm Thành và Tâm Sơn huyện Núi Thành tranh thủ nhiều nguồn vốn và huy động cả hệ thống chính trị từ xã đến khu dân cư tổ đoàn kết tham gia xây dựng nông thôn mới xây dựng được các tuyến đường bê tông nông thôn khép kín tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại trao đổi buôn bán các trường học đều được xây dựng tầng hóa đảm bảo tốt cho việc dạy và học đến nay xã miền núi tâm thạnh và tâm sơn đã đạt 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới thôn đức phú xã tâm thạnh đã đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu hai xã đang hoàn thành các thủ tục trình các cấp có thẩm quyền công nhận đặc chuẩn xã nông thôn mới. Huyện Núi Thành triển khai thực hiện nhiều phương án để bảo vệ đàn vọc trà bá chân xám ở núi Hòn Dù, xã Tam Mỹ Tây. Huyện phối hợp với xã Tam Mỹ Tây, vận động nhân dân nhường đất để mở rộng diện tích rừng tự nhiên từ 30 hecta đang có hiện nay lên 60 hecta, nối các khu rừng lại với nhau tạo thành khu liên canh, liên địa để cho đàn vọc phát triển thành bài, đàn Triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tham gia tốt bảo vệ môi trường, bảo vệ đàn vọc chà vá chân xám để xây dựng khu rừng núi Hồng Dù thành khu đa dạng sinh học, thu hút khách du lịch đến tham quan theo đúng tiến trình phát triển du lịch của huyện núi Thành. Đàn vọc chà vá chân xám ở núi Hồng Dù, xã tam Mỹ Tây, huyện núi Thành từ 32 cá thể năm 2018 đến nay đã tăng lên 68 cá thể và đang tiếp tục phát triển tốt. Trường Trung học phổ thông Núi Thành không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học. Trường đạt nhiều giải thưởng thi học sinh giỏi, hội thi, hội thao do tỉnh tổ chức. Trường Trung học phổ thông Núi Thành luôn chú trọng đến việc nâng cao chất lượng dạy và học. Tỷ lệ học sinh khá giỏi, học sinh xếp loại hành kiểm tốt hàng năm đều tăng. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hàng năm đều cao hơn so với các trường trung học phổ thông toàn tỉnh. Chất lượng giáo dục mũi nhọn của nhà trường đạt vị trí cao của tỉnh. Trường đạt hơn hàng trăm giải thưởng các loại ở các môn thi học sinh giỏi, các hội thi, hội thao. Trường có nhiều giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và cấp cơ sở. Mỗi năm, trường có 5 đến 10 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi các cấp, nhiều giáo viên được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen các loại. Kho bạc nhà nước Núi Thành triển khai thực hiện thành công dịch vụ công trực tuyến đem lại hiệu quả cao cho huyện Núi Thành, địa bàn nằm trong vùng trọng điểm của khu kinh tế mở Lai. Năm 2020, thực hiện chỉ đạo triển khai dịch vụ công của kho bạc nhà nước. Kho bạc nhà nước Núi Thành triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến thí điểm cho 5 đơn vị, sau đó triển khai diện rộng đến tất cả các đơn vị giao dịch. Đến nay, các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Núi Thành đều đã triển khai và thực hiện thông suốt dịch vụ công trực tuyến. Sau hơn một năm triển khai thực hiện dịch vụ công trên địa bàn huyện Núi Thành đã góp phần tăng tính minh bạch, cung cấp tốt các thông tin liên quan đến thủ tục hành chính, dữ liệu, tiến độ giải quyết hồ sơ liên quan đến tài chính kế toán tạo điều kiện thuận lợi, đồng thời tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho các đơn vị giao dịch. Đặc biệt trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, dịch vụ công trực tuyến đem lại hiệu quả cao, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Năm năm qua, từ năm 2016 đến năm 2021, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, hội chữ tập đỏ huyện Núi Thành luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, mạnh dạn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, vận động các tổ chức cá nhân, các nhà hậu tâm tham gia tốt các phong trào, chương trình của hội, góp phần vào làm tốt công tác an sinh xã hội, xây dựng huyện núi thành ngày một không ngừng phát triển đi lên trên con đường xây dựng huyện nông thôn mới đô thị văn minh. Phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc với phương châm người người làm việc thiện, nhà nhà làm việc thiện, ngành ngành làm việc thiện. 5 năm qua, hội chữ thập đỏ huyện núi thành phối hợp với các cơ quan đơn vị, các ngành có liên quan triển khai thực hiện tốt công tác hội, phong trào của hội, vận động được 59.234 xuất quà Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam với tổng trị giá 22 tỷ 739 triệu đồng tặng cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo cũng được hội chữ thập đỏ huyện núi thành triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả. Năm năm qua vận động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm đóng góp 1 tỷ 562 triệu đồng hỗ trợ cho 337 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ kinh phí xe mới 62 nhà nhân đạo cho hộ nghèo với tiền 1 tỷ 840 triệu đồng. Hội chữ đỏ xã nhà đã triển khai và thực hiện tốt cái nhiệm vụ công tác hội, đặc biệt là thực hiện thành công 7 lĩnh vực hoạt động của hội chữ đỏ được hội cấp trên ghi nhận. Trong cái phong trào này thì đối với hội chữ đỏ xã Tam Anh Nam thì thực hiện tốt và nổi bật như một số các phong trào là tích vì nghèo nạn nhân chất độc da cam rồi hiến máu tình nguyện mà đặc biệt là cái phong trào mỗi tổ chức mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo hội chữ thập đỏ huyện núi thành phối hợp với các ban ngành đoàn thể của huyện và các xã thị trấn hàng năm đều tổ chức tốt các chiến dịch cuộc vận động hiến máu tình nguyện như lễ hội xuân hồng hành trình đỏ những giọt máu hồng hà năm năm qua 2016-2021 tiếp nhận 5.456 đơn vị máu sạch để cứu người, đạt 120% chỉ tiêu tỉnh giao. Hội tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện tổ chức tôn vinh, khen thưởng cho 40 tập thể, 387 cá nhân tham gia tốt hiến máu tình nguyện với tổng trị giá khen thưởng hơn 210 triệu đồng. Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp cho những người đã cần dùng máu trong những lúc rủi ro hiểm nghèo là kịp thời có những máu tôi còn vận động một ngân hàng máu sống. Hội chữ thập đỏ huyện Núi Thành tham gia tốt chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Năm năm qua, phối hợp với Trung tâm Y tế và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam khám chữa bệnh cho 5.651 lượt người với tổng kinh phí hỗ trợ 848 triệu đồng. Về sơ cấp cứu, tập huấn viên cho 90 người, thực hiện sơ cấp cứu cho 837 người với tổng kinh phí 436 triệu đồng. Triển khai thực hiện tốt các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả như thông gạo nhân đạo, bắt cháo tình thương, bắt cơm miễn phí, giúp cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ổn định vươn lên trong cuộc sống. Phải nói rằng trong nhiệm kỳ qua hàng Nam, đơn vị núi thành luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu của phong trào công tác hội giúp đỏ trong địa bàn tỉnh quảng nam được sự quan tâm của quyền quý và ủy ban nhân huyện núi thành nhất là quan tâm đến các cái phong trào lớn như là phong trào vận động quỹ nhân đạo và nạn nhân chất độc cho con, phong trào tết vì người nghèo, phong trào hỗ trợ tình thương, đồng tiền nhân đạo. Khi nhận những kết quả đạt được, hội chữ thập đỏ huyện núi thành được chủ tịch nước tặng huân chương lao động hàng 3, ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam tặng cờ thi đua xuất sắc. Năm 2019, hội chữ thập đỏ huyện núi thành được trung ương hội chữ thập đỏ việt nam tặng bằng khen có 79 tập thể và 41 cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào của Hội chữ thập đỏ 5 năm qua 2016-2021. Phát huy những kết quả đạt được, Hội chữ thập đỏ huyện núi Thành tiếp tục phối hợp với cơ quan, đơn vị, các ngành có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác hội và phong trào của hội để góp phần vào làm tốt công tác an sinh xã hội, xây dựng huyện núi Thành ngày một không ngừng phát triển đi lên trên con đường xây dựng huyện nông thôn mới, đô thị văn minh. Quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình truyền hình huyện Núi Thành phát trên sóng đài phát thanh truyền hình tỉnh Quảng Nam. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.